lắp hoàn thành rồi. Thì chúng ta có thể bóc cái ni lông này ra. Dẫn lắp đặt bộ cảm biến slot dành cho xe Honda CRV. Điều đầu tiên là chúng ta tháo nút trò ra. Đây là cảm biến trong. Màn hình theo xe. Đây là 4 băng cảm biến. Tháng Covid. Thành công. Hàng bảo hành 12 tháng. Sau khi chúng ta tháo nút trò ra, chúng ta chỉ việc cắm cái này vào thôi. Mát và cầu chì là xong. Cầu chì chúng ta để chế độ ACC, khi khởi động xe lên bắt đầu mình có điện. Cảm biến, toàn bộ là cảm biến trong, rất tuyệt vời. Ok, sau khi cho vào nút trò như này rồi, chúng ta tiến hành cắm dây mát và cầu chì.